đó là hiệu ứng tiếng cười này, cười ha ha này. Đó, tiếp tục là hiệu ứng vỗ tay này. Cường Audio xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Audio. Và ngày hôm nay, Cường Audio sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm có các hiệu ứng ha ha, vỗ tay, các hiệu ứng vỗ tay reo hò, đúng không ạ? Ở video lần trước ấy thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài phần mềm Cubase 10. Thì khi mà các bạn sử dụng những cái phần mềm Cubase 10 như thế thì hầu như các bạn sẽ sử dụng những cái sao cạc, ví dụ như là K10 này, Icon Pop Pro này, hoặc là Focusrite, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với những cái dòng sao cạc đời mới hiện nay, đó là những cái dòng sao cạc ví dụ như là H9 hay là K600 ấy, thì những cái sao cạc đấy thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng trên điện thoại mà chúng ta không sử dụng trên máy tính, không dùng qua phần mềm. Mà khi sử dụng qua phần mềm ấy thì chúng ta sẽ không có những cái hiệu ứng vỗ tay reo hò như thế. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về cái phần mềm vỗ tay reo hò, được chưa? Đây là project của mình để ra bên. Thì link download cái phần mềm đó mình để dưới phần mô tả video. Phần mềm đó có tên là Halocam nha các bạn nhé. Đây, phần mềm Halocam đây. Thì khi chúng ta tải về, chúng ta việc extract here, giải nén ở đây. Đó, thì nó sẽ có cái phần mềm như thế này. Thì để mà link tải về thì mình sẽ để phần mô tả video, của bạn nào không biết tải thì mình chịu thôi, bởi vì là tải các cái này thì nó rất là dễ thôi. Mình để link driver thì nó rất dễ sử dụng. Thì chỉ chúng ta đơn giản là chúng ta chuột phải vào này, chúng ta install, ấn cái đầu tiên, chúng ta next, chỉ ấn next thôi, không cần làm gì cả, chọn Z. Đó, xong các bạn đợi lúc rồi close. Vậy là cái phần mềm này nó đã cài xong, nó có màu đỏ như này, halocam.exe, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm ra, chúng ta đúp vào và chúng ta chọn Z để nó mở phần mềm lên. Thì ở trên các dòng sao cạc, ví dụ như H9, K300, K600, những cái dòng sao cạc đời mới thì nó sẽ cho các bạn các cái hiệu ứng vỗ tay reo hò mặc định ở trên sao cạc. Và các bạn chỉ việc bấm một nút là xong. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có muốn những cái hiệu ứng mà vui vẻ cười đùa khi các bạn livestream. Đó thì bạn sử dụng cái phần mềm Halocam này. Thì các bạn kích đúp vào, các bạn đợi một lúc nhá. Phần mềm này nó sẽ chạy hơi lâu một tí. Các bạn cứ đợi một lúc. Cứ đợi đi. Đây này, ví dụ mũi tên các bạn nhìn dưới này này. Đó, nó đang chạy đấy. Rồi. Nếu mà nó không chạy các bạn ấn mũi tên thì nó sẽ ở hiện ở đây. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn chú ý, sau đó chúng ta các bạn chọn vào cái phần sau này. Đấy, vàng vàng này. Bạn ấn vào. Sau đó các bạn ấn một cái mũi tên cành ngang này, ấn xuống. Đây. Đây là cái phần mềm của chúng ta. Bây giờ mình test thử các hiệu ứng nhá. Đó. Đó là hiệu ứng tiếng cười này. Cười ha ha. Đó, tiếp tục là hiệu ứng vỗ tay này. Vỗ tay tiếp. Đấy, nhạc này vui vui nè. Đấy, hiệu ứng hôn nữa. Vui vẻ. DJ in the mix, mix. Đấy, hiệu ứng của quả kêu này ở trên các dòng sao cạc H9 có rất nhiều luôn á. Đấy, hiệu ứng shot thì hầu như là mọi người hay sử dụng cái hàng ở trên này, hàng vỗ tay và cười ha ha. Đấy, cười ha ha như thế chẳng hạn thế. Hoặc các bạn vỗ tay cho mình như nào.
Đó. Ví dụ các bạn hát xong các bạn ấn clapping này, hoặc là các bạn nói những câu buồn cười thì chúng ta tạo hiệu ứng đến khán giả, chúng ta ấn ha. Đó, thì đó là phần mềm Halocam để chúng ta sử dụng cái hiệu ứng vỗ tay reo hò như thế. Rồi, và các bạn nào muốn mua cái dòng sản phẩm của micro thu âm sao cả, các bạn hãy liên hệ mình qua website cuongaudio.com đang hiển thị trên hình đây. Số điện thoại 0976508260. Số điện thoại này mình cũng có Zalo nha các bạn nhé. Và Facebook là facebook.com gạch xuống Cường Audio Page. Thì bên mình cũng có cài dịch vụ phần mềm Cubase 10 để hỗ trợ các bạn livestream có auto tune. Đó, và mình đã có video hướng dẫn rồi đấy. Tuy nhiên thì có thể các bạn không làm được thì mình sẽ làm cái dịch vụ cài trên máy tính của các bạn từ xa, hoặc các bạn có thể mang đến cửa hàng của mình để mình cài cho các bạn. Ok, và xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường Audio. Và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Cường Audio để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.